Đang leo lên cột cờ Lũng Cú. Này nhìn rõ cột cờ chưa cả nhà? Lên thì thở như trâu mà xuống thì chả thấy ai thở gì cả. Hơn 300 bậc. Hơn 300 bậc. Đã leo lên đến đỉnh thành công. Thành công rồi, còn có chục bậc nữa thì đơn giản hay gì đâu. Bây giờ có thể nhìn sang Trung Quốc rồi phải không? Trung Quốc ở hướng nào đây? À, Trung Quốc kia phải không? Hai đây bọn Trung Quốc đây phải không? Hay là bọn mình? Hả? Ngày xưa là bọn Trung Quốc nó bắn từ chỗ nào sang nhỉ? Đang ở đỉnh cột cờ Lũng Cú các bạn ạ. Cờ đỏ sao vàng bay phất phới. Này, mốc 2010. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc. Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Điện thoại vào đâu? Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đâu Trung Quốc, nhà Trung Quốc đâu? À, ôi mấy cái quay cật quay kia là bọn Trung Quốc đấy à? À, mấy thằng này khôn nhỉ? Quạt gió ấy. Mẹ, mấy thằng này lấy gió bên Việt Nam sang à? Đây, bên Trung Quốc ấy. Đứng đây. Đứng ngang nó. Đấy. Đã lên đến đỉnh rồi, cột cờ Lũng Cú rồi các bạn ạ. Đây bên này là Việt Nam. Chào cả nhà yêu nhá. Đây, vừa đi bộ từ dưới xưa kia lên nè. Lên thở như một con trâu. Chào Nguyễn Thu Hà nhá. Ai da. Đấy. Leo phát tận trên à? Leo lên đỉnh đấy á? Ôi cha, thế được rồi, ngon 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 rồi. Rồi, thế này. Thế cứ lanh quanh đến này chết rồi. Phải leo lên mà, được leo tận đỉnh mà. Rồi, tạm dừng nhá, leo lên đỉnh đã xong phát tiếp nhá.